Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến một cái cuốn video, đây là cuốn cuối cùng trong đợt này tôi giới thiệu và chia sẻ với hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long. Địa chỉ xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội. Chúng ta đến với một cây xanh. Cây xanh Nam Điền mà cái đúng cái dịp này cái lá của nó màu nó xanh đậm đẹp thế nhỉ. Anh Hiệp đang đo cái quàng vanh thân này. Anh thân của nó được 70 này. Rồi. Đấy. Đây là của nghệ nhân cảnh đây nha. Cao 1m1 này. À. Tàn 1m4 này. Cây xanh Nam Điền VIP này. Bác ấy đang nhờ Trần Hiệp báo cho anh em là bằng 150 triệu. Giá 150 triệu. Bác xin quay cái đây là của anh Cảnh ở phòng ấy. Đây là lời hội tụ anh em bảo nào thì mình sẽ báo cho anh em thế thôi. Alo. Có. Cái này phải vặt lá nó mới được không? Đúng rồi. Hầu như thôi mùa này đừng vặt. Cuối năm. Mùa này đập, mùa này vặt nó sợ nó không an toàn cho cái thân. Nó lâu đời lắm rồi đây nè. Dằm rất kỹ ở đấy chứ. Đây này, bác nhìn này, bác nhìn rồi. Cái đợt này mình chưa lọc. À, báo giá là 150 phải? Rồi. Nhất trí. Cây này giao lưu chưa? Cây mẫu đơn. Ừ, cây này đẹp mà. Mẫu đơn rất già cây này. Đấy, cây này vừa rồi giao cho Cường 2 cây này. Ừ. Cường này 2 cây ở đây còn 1 cây. Cường lấy 1 cây này và 1 cây tròn. Cây này già lắm. Cây này báo anh em là 8 triệu. Cây này giá 8 triệu à? Và tiếp đến cây vọng cách này. Cây vọng cách này giá bao nhiêu anh? Vâng, tôi chờ đấy. Giá 4 triệu rưỡi à? Rồi. Chuyển cây khác nhá. À cây này đi. Cây này giao lưu chưa? Cây đa núi này. Cây này nhìn thân nó cù kỳ cốc khách nhỉ. Chỉ có mỗi lá, cái dòng này thì lá nó to thôi, nhưng mà cây này mà lá nhỏ đấy thì đẳng cấp luôn. Trông như là đá luôn này. Đúng là đá luôn. Cây 6 triệu rưỡi bao phí toàn quốc. Giá 6 triệu rưỡi. Chậu này chậu tàu. Chậu này chậu đựng hoa thôi, trồng hoa thôi. Đẹp đấy. Cây này đúng là được cái mà lá nó nhỏ nữa thì tuyệt vời luôn. Cây lạ mà. Tiếp. Một số cái gì đây? Cái Nam Điền này. Cây phi lao kia quật chưa? Chơi cây phi lao đi, có hạt rồi, có hạt mưa rồi. Khẩn trương chú. Sợ không quay nổi hết video này mà mưa đến nơi. Cây phi lao này là báo 8 triệu. 10 phút nữa, cố gắng. Cây này giá 8 triệu. Và tiếp theo chúng ta đến với cây đa. Một cây đa song thụ. 2 triệu. Cây này 2 triệu. Được quá. Cây này 2 triệu chơi tốt này. Cho anh em chiều cao chút nhé. Cây này đa nó đùn đẹp ha. Hoành là 40 bác. Ừ. Cao là 35. Ôi, cây đa này 2 triệu thì tuyệt vời đấy. Chính cây này cái bệ đế của nó quá đẹp.
và chuyển sang cây xanh quê này. Um tùm. Cây này là giá 5 triệu phải? 5 triệu. Rồi, tiếp cái cây cạnh anh đứng đây. Cây xanh lá móng. Xanh lá móng. Mưa rồi. Và cây xanh lá móng này với giá báo là 8 triệu. 8 triệu. Cố lên 10 phút nữa. Ok, chuyển đi. Và chúng ta đến tiếp với một cây xanh dáng trực huyền. À, nốt cây này xong vào trong nhà chú ơi. Trong nhà còn 6 cây. Không là ngoài này nó mưa mất rồi. Và cây này giá bao nhiêu chú Hiệp? 8 triệu. Và chúng ta đến với một cây thông đen Nhật Bản. Một cây mà với cái tầm vóc cây là tầm trung. Một tác phẩm thông khá đẹp. Đúng vào những ngày này những cái bông tán nhìn rực rỡ nhất, đẹp nhất. Rồi, đẹp quá. Đây là cây thông lớn nhất của hợp tác xã từ trước đến giờ đấy. Cây này mới về đấy nhá. Vâng, khi nhập về là có một nói cây... Nói qua với anh em là thế này, là cái cây thông Nhật này thì nó cũng như cái xanh Nam Điền ở Việt Nam ấy. Các bác bên đi thường hay làm một cặp và một đôi. Rồi. Đấy, đâm là hợp tác xã là cứ mỗi một chuyến tàu gửi về được vài cây thôi thì đợt trước là mấy cây đã đi rồi. Vâng. Cây này lại nhập đến nhiều, anh em hỏi là sao giống nhau thế, bởi vì nó như xanh vậy mà. Vâng. Nhân làm thì giới thiệu với anh em là cây này là bằng 125 triệu. Giá 125 triệu. Rồi. Đẹp quá nhỉ, những cái chúm bông nhấp nhô tuyệt vời thật đấy. Có cái hoành chỗ này bằng 70. Cao là 1,5 m, tàn bay 1,8 m. Đấy, ở bên đấy người ta đeo hết này. Và đây là địa chỉ sânvườnnhật.com.vn là ở đâu đấy? Ở bên sân vườn Nhật. À, đẹp quá nhỉ. Đánh dấu ở sân vườn Nhật này này. Ừ. Số 453. Ok. Đi, chuyển vào trong nhà không mưa quá. Vâng, để tiếp theo chúng ta lại đến với một cây phi lao tầm nhỏ. Đấy. Dáng của một cây phi lao khá là bắt mắt. Cây phi lao này rất đẹp đấy nha anh em nha, có đường nét này này. Vâng, hoành thân là 17. Hoành thân đo chỗ này là 17. Cây nó có cái đường đi của thân cũng rất là... Cây này quá đẹp. Kỳ, vâng. Độ lắc xù xì. Rồi. Cây này giá báo bao nhiêu anh nhỉ? 6,5 triệu. 6 triệu rưỡi. Vâng, chúng ta tiếp đến cây tùng đi. Cây tùng dáng huyền ôm chậu đây. Cây tùng là hán nó bẻ đẹp thế nhỉ. Hoành này được 20 rồi bác ơi. Ừ. Chiều cao thì anh em đây nhé, chiều cao thì có 20 cm. Vâng, chiều cao đấy người ta, cây này đo phải đo đây từ gọi, đấy. Đây gọi là tán đổ thế nào? Tán đổ suốt từ đáy xuống. Không không không, anh đo thẳng đứng. Thẳng đứng từ dưới cái điểm thấp nhất của cái đấy lên đến điểm ngọn đấy.
Đây là độ quay đầu thì kêu là cao 50. Điểm cao nhất của cây và điểm thấp nhất của cây. 50. Rồi. Cây này giá bao nhiêu anh? 7,6 triệu. 7,6 triệu. Một người bê nhẹ nhàng. Bao phí toàn quốc tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Sang cây mai chiếu thủy này đi. Đây này là hoành được 23 cm. Chiều cao là được 30 cm. Tán độ được 50 cm. Này bác, đây là đường đi nó này. Nó quay cái gầm lên cho anh em xem. Đẹp à? Đường nghệ thuật. Đây này thích. Giá bao nhiêu? Cái này là giá 9 triệu. Giá 9 triệu à? Rồi. Cây này là của nghệ nhân Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ xã Triều Phúc hay là gì Triều Phúc ngoài Hà Nội về hành phường. Mình không biết. Mình không rõ. Đấy, anh Thắng này là chủ nhiệm ngoài Triều Phúc này. Rồi. Và chúng ta đến tiếp với cây một cây tùng. Tùng song siêu. Song siêu. Bây giờ tôi đứng hướng này không quay được kia anh. Đúng rồi, anh quay tiếp đi. Song siêu anh nha. Đây là cây La Hán. Rồi, thôi. À, cũng đẹp đấy. Quay tiếp này để lấy cái bóng siêu của nó. Được. Cây này giá thế nào nhỉ? 2,5 triệu. Và là những cây mà một người bê nhẹ nhàng đấy. Hai triệu rưỡi, được rồi. Bây giờ chúng ta đến với cây dâm bụt. Ai chà, đường đi của thân này nó đánh võng kinh không? Này. Cái chậu cũng mỹ mãn luôn. Chậu cho chậu này là mua là bằng 1,4 triệu anh em nha. Mua riêng cái chậu này. 1,4 triệu cơ. Ừ. Riêng cái chậu là mua 1,4 triệu. Đấy, tôi xoay cái chậu 1,4 triệu cho các bác xem. Sau đó đến cây dâm bụt. Đo cái hoành cho anh em xem. Cái hoành, ơi mẹ đo quá nội thước thế không? Lấy đầu kia đi. Được 15 cm. Rồi. Chiều cao từ miệng chậu ở lên được 50 cm. Tán đổ được 90 cm. Hoa đây anh em này, hoa dâm bụt này. À, dâm bụt Thái mà. Hoa đẹp lắm. Còn gọi là dâm bụt ớt. Đây cây này chuẩn bị ra hoa rồi. Già cây. Cũng là những cây rất già. Đây là anh đang báo 7 triệu rưỡi. Giá 7 triệu rưỡi. Rồi. Rồi xin cảm ơn bà con nha. Và xin vâng, anh Hiệp có tâm sự và chia sẻ với anh em điều gì nữa nào? À, hôm nay là rất cảm ơn là anh em bà con là đã theo dõi chương trình trên kênh của Bác Hương Sắc Đỗ Sinh, và qua đây là Trần Hiệp cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con trên khắp miền Tổ quốc, và rất mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của bà con. Trong thời gian qua thì có những lúc làm chương trình có đôi lúc tếu đôi lời không được như ý, thì cũng rất mong các quý bạn và anh em trên khắp miền Tổ quốc là nương thớ, bởi vì trong lúc làm chương trình này anh em đôi lúc có tếu, có nói cái điều gì nó chưa như ý thì mong anh em bỏ qua nhé. Rồi, nhất trí. À, Đỗ Sinh cũng xin gửi lời còn, xin lỗi anh em. Còn cây Nguyệt Quế đây đúng không? Cây Nguyệt Quế. Ừ. Cây Nguyệt Quế này sáng ngày quay chưa? Chưa. Quế anh Thắng. Quay rồi thì phải chứ. Chưa quay. Em mới mang đến à? Đây này chưa quay. À. Cây này là 23 cm. Rồi. Chiều cao là 40 cm.
hàng bay là 65 cm, tên này anh Thắng anh báo là 5,5 triệu. Giá 5,5 triệu. Vâng. À, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này. Đây là cũng là cuốn cuối cùng trong cái đợt trung tuần tháng 4 âm lịch. Tôi về đây làm chương trình để kết nối, để giao lưu với chúng ta những hình ảnh, những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, thành phố Hà Nội. Xin chào các bạn, chúc các bạn mỗi ngày một niềm vui, nhiều sức khỏe và thật đầm ấm, hạnh phúc.